Hoàng Anh vẫn nói dùng vào nó làm anh đi. Để xác định từ 31 ngoái là thứ nhất. Và muốn tiếp tục ngoái, ngoái cầu đấy ạ. Chỉ có loại tiếp tục ạ. Như là tao bay rồi này. 3 nhân 4 là 2 là còn 50. Còn 7 quá. Chúng tôi bảo là một cái rất là sao. Cái này cũng không hoa trong những tờ 5 đồng 30 là có 3 lần cái gì ạ? 30 là có 3 lần. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.